lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 5 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, nhờ có nhị hợp, người tuổi Dậu đón nhận những tia hy vọng mới cho việc hợp tác làm ăn trong ngày hôm nay. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng lịch ngày tốt theo dõi ngay sau đây nhé. Tử vi tuổi Tý, xem tử vi thứ 5 ngày 18 tháng 6 năm 2020, có tam hợp phù trợ, vận trình hôm nay của người tuổi Tý nhờ vậy cũng sáng sủa và thuận lợi hơn không ít. Bạn hăng hái trong công việc và nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người. Bạn mệnh rất quyết đoán nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay. Nhưng cũng chính vì vậy mà những quyết định của bạn thường khá hấp tấp. Đừng quên tham khảo ý kiến của những người xung quanh để có cái nhìn tổng quát nhất nhé. Tuy nhiên, kiếp tài cảnh báo về nguy cơ mất tiền mất của trong ngày thứ năm này của những chú chuột. Bản mệnh nên thận trọng trong những quyết định đầu tư, kinh doanh. Cơ hội không thể bỏ lỡ, nhưng cũng đừng khiến cho mình trở nên mù quáng. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, vận trình sáng sủa và thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, hăng hái làm việc và nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, có sự quyết đoán nhưng dễ hành động hấp tấp. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, nên tham khảo ý kiến của mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, có nguy cơ mất tiền, tránh đầu tư mù quáng. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường: trắng, xanh dương, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Thân. Tử vi tuổi Sửu, tử vi hàng ngày 18 tháng 6 năm 2020 của 12 con giáp nhận thấy. Trinh quan cho thấy tuổi Sửu là người có tinh thần trách nhiệm cao, một khi đã được phân công nhiệm vụ gì là không bao giờ có thái độ đùn đẩy, trốn tránh. Tuy nhiên, cục diện Thìn Sửu tương phá là nguyên nhân khiến cho tài lộc của người tuổi Sửu có nguy cơ thất thoát nghiêm trọng. Bản mệnh không nên chi tiêu quá hào phóng và những việc không thực sự cần thiết. Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của con giáp này không được tốt. Để đảm bảo sức khỏe, bạn không nên suốt ngày chỉ cắm mặt vào máy tính và công việc. Đôi khi nghỉ ngơi một lúc đến khi quay lại công việc thì mới thực sự hiệu quả. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, tài lộc có nguy cơ thất thoát nghiêm trọng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, nên chi tiêu có kế hoạch, tránh tiêu xài quá tay. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, sức khỏe bất ổn, có dấu hiệu lao lực. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, nghỉ ngơi thư giãn hợp lý thì mới làm việc có hiệu quả được. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường: nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Dần, xem bói tử vi, thực thần xuất hiện trong tử vi thứ 5 này của người tuổi Dần, báo hiệu tin vui tiền bạc cho con giáp này. Hôm nay là ngày thu được thành quả sau quãng thời gian cố gắng rất dài vừa qua của bạn. Đặc biệt, những người làm nghề tự do có thể phát tài một cách nhanh chóng. Những quyết định đúng đắn từ trước đó đã giúp bạn nhận được kết quả hiện tại. Bản mệnh hoàn toàn xứng đáng với những gì mình nhận được trong ngày hôm nay. Trái ngược với may mắn về tài lộc, chuyện tình cảm của những chú hổ gặp không ít trục trặc. Mộc khắc thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia không quá yên bình. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn cần phải bình tĩnh nghe nửa kia giải thích, chứ không nên chỉ nghe theo lời bàn ra tán vào một chiều như vậy. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, đón tin vui về tài lộc, thu được thành quả sau thời gian nỗ lực. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, người làm nghề tự do phát tài nhanh chóng. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, thu được kết quả khả quan nhờ tính toán đúng đắn. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, tình cảm đôi lứa trục trặc, dễ xảy ra cãi cọ. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, nên cho đối phương cơ hội giải thích. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường: xanh rêu, xanh lá cây, quý nhân phù trợ, Ngọ, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, xem tử vi hàng ngày, Thìn Mão tương hại, người tuổi Mão dễ đánh mất bình tĩnh trong ngày hôm nay.
bạn to tiếng với mọi người dù nguyên nhân chẳng có gì to tát. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy không dễ chịu khi làm việc chung với bạn. Lại thêm, sự xuất hiện của thương quan cho thấy con giáp này đang phải trải qua giai đoạn khá khó khăn cho những quyết định. Nên nhớ rằng có tham vọng là tốt, nhưng bất chấp tất cả để theo đuổi tham vọng thì không hẳn là điều tích cực đối với bạn trong thời điểm này. Ngũ hành xung khắc khiến cho đường tình duyên của bạn khá lận đận. Người đến rồi lại đi khiến cho bạn liên tục cảm thấy cô đơn và hụt hẫng. Thiết nghĩ, bạn nên dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm và tập trung vào con đường sự nghiệp của mình ở hiện tại thì hơn. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, thiếu bình tĩnh, dễ to tiếng với mọi người. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa, tự khiến quá trình hợp tác làm việc chung xảy ra bế tắc. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, gặp khó khăn khi phải đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, không nên bất chấp tất cả để theo đuổi tham vọng. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, tinh duyên lận đận nên tập trung lo cho sự nghiệp. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, xanh da trời, xanh rêu, quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. Tử vi tuổi Thìn, xem lịch ngày tốt, thứ năm này, Thìn tự hình nhắc nhở người tuổi Thìn cần xem lại cách làm việc của mình. Dường như bạn đang có phần cứng nhắc và bảo thủ khi luôn muốn người khác làm theo ý của mình. Điều này khiến cho bạn khó có thể hợp tác thuận lợi với mọi người. Khi làm việc chung, chúng ta cần phải đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, đồng thời cố gắng điều chỉnh để hài hòa mối quan hệ giữa đồng nghiệp, đối tác với nhau. Nếu không thể dùng hòa tốt mối quan hệ này thì rất có thể con đường thăng tiến của bạn sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là trong ngày có họa tiểu nhân do thiên quan gây ra như hôm nay, những chú rồng càng cần phải hành động cẩn trọng và chú ý lời ăn tiếng nói để tránh những chuyện thị phi từ trên trời rơi xuống. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, cần chấn chỉnh thái độ làm việc cứng nhắc và bảo thủ. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, gặp khó khăn khi hợp tác làm việc với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, nên đặt lợi ích chung của tập thể lên hàng đầu. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, con đường thăng tiến có thể gặp khó khăn nếu không dùng hòa các mối quan hệ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, đề phòng họa tiểu nhân, cẩn trọng từng lời nói và hành động. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ, Tý, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Tỵ, xem tử vi phương đông, thiên tài chiếu mệnh, người tuổi Tỵ có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những ai làm việc tự do. Nếu đã chăm chỉ làm thêm trong suốt thời gian qua, bản mệnh chắc chắn sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng. Có thể đây sẽ là lúc bạn nên tự thưởng cho mình bằng một vài món quà có giá trị hay chuyến đi du lịch ngắn ngày để khích lệ bản thân cố gắng nhiều hơn nữa. Đừng quá khắt khe với chính mình bạn nhé, bạn xứng đáng nhận được những món quà đó đấy. Hỏa sinh thổ, những mối quan hệ xung quanh từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân, con giáp này đều rất tốt đẹp. Nhưng đừng vì mãi chăm lo con cái mà quên dành thời gian cho người bạn đời của bạn. Hãy hâm nóng tình cảm kịp thời để luôn giữ được ngọn lửa tình yêu rực cháy nhé. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, có cơ hội phát tài, nhất là với những người làm việc tự do. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, nhận được phần thưởng xứng đáng nhờ sự chăm chỉ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, có thể tự thưởng cho bản thân món quà để khích lệ chính mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, các mối quan hệ đều tốt đẹp, hài hòa. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, đừng quên hâm nóng tình cảm. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, Ngọ, Mùi, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, chính tài trợ mệnh, tuổi Ngọ nhờ vậy mà đón những tin vui về tiền bạc. Hôm nay, tài lộc dồi dào, các kế hoạch của bạn sẽ dần thu được kết quả khả quan, bạn hãy mạnh dạn thực hiện các mục tiêu ấp ủ từ lâu của mình. Trong ngày hòa sinh thổ thì đường tình duyên của bản mệnh cũng vô cùng may mắn, đào hoa nở rộ, có giáp này cần phải mở lòng mình, tình duyên đến thì chớ nên từ chối, đó là hạnh phúc, không phải ai cũng có được. Các cặp đôi có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, không cần phải nói gì nhiều, đôi bên nhận thấy sự hòa hợp, ngay cả trong im lặng.
tình yêu không đòi hỏi gì nhiều, chỉ là có thể ở bên nhau cũng đủ rồi. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, tài lộc hành thông, tiền đổ về túi. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, các kế hoạch tài chính, đầu tư thu được kết quả khả quan. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, nên mệnh dạn thực hiện ấp ủ từ lâu. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, tinh duyên suôn sẻ, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, các cặp đôi có thời gian hạnh phúc bên nhau. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường tím, hồng, quý nhân phù trợ Dần, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Mùi, xem tử vi hôm nay dưới tác động của thìn mùi tương hình. Người tuổi Mùi rất dễ gây mất lòng cho người khác. Bản mệnh quá tự tin vào khả năng nhìn xa trông rộng của bản thân nên khăng khăng làm mọi việc theo ý mình, chẳng biết tôn trọng ý kiến góp ý của mọi người xung quanh. Chính quan độ mệnh vốn mang tới cho bản mệnh những sự thuận lợi nhất định trên con đường công danh sự nghiệp. Song bản mệnh không biết tận dụng thời cơ nên tự gây khó khăn cho bản thân, khiến bạn phải mất nhiều công sức hơn để đạt được điều mình muốn. Thổ khí vượng báo hiệu những dấu hiệu không tốt về sức khỏe. Thay vì cố sức làm việc không ngừng nghỉ thì bạn nên nghỉ ngơi, tránh làm việc quá nhiều gây ảnh hưởng không tốt tới thể lực của mình. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, dễ gây mất lòng người khác vì quá tự cao tự đại. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, cần tôn trọng ý kiến góp ý của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, có cơ hội phát triển nhưng không biết tận dụng thời cơ. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, mất nhiều công sức hơn để đạt được mục tiêu. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, tránh làm việc quá sức gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường nâu, cà phê, quý nhân phù trợ Mão, Tỵ, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, trong ngày thìn thân bán hợp, chuyện tình cảm của người tuổi Thân nhờ vậy gặp được nhiều may mắn hơn, đôi lứa khăng khít, người được thần được đào hoa dẫn lối, cho bạn cơ hội được gặp gỡ nhiều người khác phái và lựa chọn người phù hợp thực sự với mình. Hôm nay, thiên ấn đang ở bên và hỗ trợ cho bản mệnh trong công việc của mình. Dù nhiều vấn đề đồng loạt nảy sinh ngoài dự kiến, nhưng bản mệnh vẫn giữ được sự bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Hãy cố gắng thể hiện năng lực của bản thân ngay khi đang có cơ hội. Đừng ngại ngần nếu bạn tỏa sáng giữa đám đông, bởi thành công do mình tự tay giành lấy, không phải ai cũng may mắn có được thành công như bạn. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, tình cảm suôn sẻ, đôi lứa khăng khít. Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa, người được thần được đào hoa dẫn lối, nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, công việc được hỗ trợ đắc lực. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, giải quyết được các vấn đề bất ngờ phát sinh nhờ sự bình tĩnh. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, cố gắng thể hiện năng lực ngay khi có cơ hội. Con số may mắn 7, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường bạch kim, vàng, quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, nhờ có nhị hợp, người tuổi Dậu đón nhận những tia hy vọng mới cho việc hợp tác làm ăn. Quý nhân chỉ lối dẫn đường, giúp cho con giáp này gặp đúng được người cần gặp, nói đúng được việc cần nói. Khi đã có người chung chí hướng thì có lẽ mọi gánh nặng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Bản mệnh cảm thấy những thành công bước đầu chính là dấu hiệu cho thấy bản thân đang đi đúng hướng và càng tự tin hơn ở trong tương lai. Khả năng thăng tiến trong ngày của bản mệnh cũng khá cao, người tuổi Dậu hãy tập trung vào thứ mình giỏi nhất để chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên, giành lấy cơ hội hiếm có cho sự nghiệp thăng hoa. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, việc hợp tác làm ăn suôn sẻ, thu được kết quả khả quan. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, quý nhân dẫn đường chỉ lối, làm được việc muốn làm. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, gánh nặng được chút bỏ khi tìm được người chung chí hướng. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, thành công bước đầu chứng tỏ đang đi đúng hướng. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, có khả năng thăng tiến nếu chứng minh được năng lực của cấp trên. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường bạch kim, xám, quý nhân phù trợ Sửu, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, xem tử vi hàng ngày
Thìn Tuất tương xung, người tuổi Tuất dễ cảm thấy căng thẳng và nóng nảy khi làm việc. Bản mệnh có nhiều suy nghĩ tiêu cực nên có những hành động thiếu kiểm soát, gây rắc rối cho chính bản thân mình. Thiên quan gây họa tiểu nhân khiến cho người tuổi này gặp những khó khăn nhất định. Vì thế, bạn cần phải tránh thái độ làm việc chảnh mang, bỏ giờ nửa chừng. Bản mệnh thiếu thận trọng cho nên dễ để cho kẻ xấu có cơ hội hãm hại mình lúc nào chẳng hay. Trong ngày thổ khí vượng như hôm nay, vấn đề sức khỏe là điều mà bản mệnh không thể chủ quan. Thường xuyên làm việc quá sức, lại không ăn uống điều độ và nghỉ ngơi hợp lý. Những dấu hiệu lao lực chính là lời kháng nghị của cơ thể, nhưng bạn lại lựa chọn là bỏ qua. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, tránh căng thẳng, nóng nảy khi làm việc. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, suy nghĩ tiêu cực dẫn đến hành động thiếu kiểm soát. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, tránh thái độ làm việc chảnh mang, bỏ giờ giữa chừng. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, có thể bị kẻ xấu lợi dụng nếu tiếp tục chủ quan. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, xây dựng chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. Tử vi tuổi Hợi, xem lịch vạn niên, tỷ kiên trợ lục giúp cho người tuổi Hợi có thêm sự quyết đoán, dứt khoát, không để cho mình phải hối hận vì đã để lỡ cơ hội hiếm có mỗi khi đứng trước các quyết định quan trọng trong công việc trong hôm nay. Bạn có chính kiến của riêng mình, biết điều mình muốn là gì và không ngừng cố gắng để giành được mục tiêu đã định. Điều này sẽ giúp cho bạn đạt được những bước tiến thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc gây ra những tác động đến mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Một người nồng nhiệt trong khi người kia lại thờ ơ, lạnh nhạt. Tình cảm cần có sự vun vén từ cả hai phía thì mới bền vững. Bạn cũng chẳng biết phải làm sao với tình hình này. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, có thêm quyết đoán, dứt khoát khi làm việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, không bỏ lỡ cơ hội quý giá để sau này phải hối tiếc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, có chính kiến và hiểu rõ mục tiêu của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, có thể đạt được những bước tiến thuận lợi trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, tình cảm lạnh nhạt, rạn nứt do thiếu sự vun vén từ cả hai phía. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, dần, mão, mùi. Đánh giá tử vi hàng ngày 18 tháng 6 năm 2020 của 12 con giáp. Con giáp nào gặp nhiều may mắn trong ngày? Đó là con giáp tuổi Tý và tuổi Ngọ. Tuổi nào dễ gặp xui xẻo trong ngày hôm nay? Đó là con giáp tuổi Mão và tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.